Dạ, Thái xin mến chào quý bà con cô chú anh chị đã trở lại với kênh Tôi Người Miền Tây. Dạ, Thái xin mến chúc quý bà con cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe nha. Dạ, hôm nay Thái có mặt là tại xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hôm nay thì Thái cùng với là chú Mười Thuốc Nam nghe cô chú anh chị. Thì mấy chú cháu thì đem chiếc xe tải này qua đây là để là đi mua cái cánh quạt, mà cái cánh quạt ly tâm làm cái lò sấy để sấy thuốc nam đó quý bà cô chú anh chị. Dạ thì do là bên đây có cái lò sấy mới có sấy đâu được một hai mẻ gì nghỉ, cho nên là cái cánh quạt nó còn mớ, thì mình đi qua để là mua lại đem về làm cái lò sấy, làm cái lò sấy thuốc nam. Dạ thì cũng hôm nay cũng sẵn đó báo tin mừng luôn với quý bà con cô chú. Thì ông Mười thì hôm trước mình có làm một clip thì cũng được mạnh thường quân là hỗ trợ số tiền là 2.000 đô là để làm cái lò sấy rồi làm lại cái nhà thuốc của người cô chú anh chị. Đây là cái lò sấy này cô chú anh chị, cái lò sấy này là lúc trước là sấy rất là nhiều lúa, một mẻ sấy nó là 18 tấn, mà mình nghe nói đâu là sấy gì có hai mẻ gì đó là ngưng luôn, là không có sấy nữa. Cái này là sấy mới có hai mẻ là ngưng luôn ha bạn Việt. Dạ dạ thì mình cũng xin giới thiệu nha, cái chú đứng trong ngành là chú Năm, ở đây là chú Mừ, chú Mừ rất là tích cực, ở bên đây là bạn Việt mình bắt đầu là hai cái lò sấy này, hai cái cánh quạt này là cánh quạt ly tâm, mình tháo ra mình lấy một cánh đó, thì một cánh đó thì chú Mười mua là với cái giá là 1.500.000 của chú anh chị. Quá em, hai cánh quạt này quá mới, còn mới chát luôn nè, nước sơn đâu còn hết luôn nè. An Giang hả? Cơ khí An Giang luôn. Này là kỹ sư cơ khí An Giang làm mới nổi, chứ còn mình làm không nổi đâu ha. Thôi. Dạ nó đồng tâm á. Nó ly tâm mà. Tất nhiên là gió nó chỉ lùa vô thôi chứ nó không có trả ngược ra. Dạ. Đồ hai cái banh nó giữ ha. Bây giờ phải lấy cái búa đi Việt ơi. Lấy búa đi. Quý bà con cũng thông cảm nha, do cái giò mình đau nên là tiếp ông Mười không được. Đi nãy giờ cũng cà thọt rồi. Cái rẻ mấy cái này là mình xung phong là mình bay vô mình làm liền. Rồi nãy giờ thì tháo cái này ra thấy hai chú cũng cực khổ quá, chưa có ra được nữa, do nó máng quá ốc ở trong đây nè. Bây giờ là phải đập luôn cái thằng này mới được. Rung rình đâu Mười ơi. Có lý không Năm? Tại cái giò con đau không Năm, chứ con giò mà không đau con làm dữ lắm không Năm? Bung lên luôn rồi. Bung lên nè. Dỗ xuống xuống nữa. Keo này vô hả? Ừ. Keo là nó bay ra nó nằm trong ra. Dưới này bị tống. Dạ. Ở lớp trên gạch thẻ. Gung gình đúng mời ơi. Cháu quận Năm ơi. ba người chia ra ngượng miếng dạ. Có cái xà beng nữa. Này nó câu ở trong ác chứ, nó câu ở trong con ốc ác này chứ, tưởng đâu đơn giản hả, phải dễ ăn của ngoại đâu. Bắn sao nhảy được, nhảy ông nội tôi nhảy không được đâu,
nhảy miếng thiết á. Lấy ra mới được. Chống chống xíu nữa mới được, quên đi. Chia phe ra, người khúc, còn cái búa dài nào nữa không? Búa này ngắn quá, đập cũng ngắn tay nè, thấy không? Nó bên đó đó. Có cái sơm gì không? Ồ, 20 mấy năm nay, 20 mấy năm nay mà sắt nó còn nguyên ha. Có cây sơm á. Vậy đó, vô không, lọt không? Lọt ha, có lý đó chú mừng ơi. Bỗng rồi đó chú mừng ơi. Bỗng rồi. Rồi. Vô rồi. Lú đuôi, lú đuôi. Lú đuôi chú mừng quá xiết rồi. Được rồi chú mừng ơi, xéo đi, xéo đi. Xeo lên mới được. Xeo tới cái chân mới được. Rồi, được rồi chú mừng ơi, có lý đó. Rồi, vô rồi đó, vô rồi. Rồi. Hay quá, bạn Việt hay quá. Được, được rồi, chống rồi, vô dặn ngóc ra được rồi. Chống rồi, chống nhiều lắm rồi, nè. Chống cái tắc à. Rồi. Rồi, thuộc tay dặn được rồi đúng không Năm ơi? Chưa. Đẩy, đẩy vô, đạp vô. Đạp vô, vô rồi đó, ừ. Không có tay quấn. Cho nó gọng gọng đi. Nó nội bên đây nè. Cái búa ngắn quá. Đây nè, đặt xeo cục này ra là nó ra rồi. Nè, xeo cục bên đây nè. Xeo quá vậy, đúng, ừ đúng xeo. Làm sao có cái thế xeo ra, ừ. Rồi đó. Rồi rồi, lụm cục gạch này, lụm cục đá ra. Rồi ok đó. Cục nữa hả? Rồi vô ông mời ơi. Rồi rồi vô đó, rồi. Rồi vô rồi, vô rồi. Đẩy nó vô rồi, đẩy nó vô rồi, vô. Đẩy vô rồi đó. Vô rồi. Đẩy cho nó đều. Đẩy cho nó đều. Đẩy cái đít vô, đẩy đít vô trước cho nó đều mới được. À, okay. Ừ, thôi quá đơn giản. Rồi. Rồi. Hết khả năng vô rồi đó mọi người. Dặn được chưa? Được chưa mọi người? Cái đầu luôn cái. Nó bị kẹt cái cây cái gì vậy? Cái cánh quạt nó còn dính đâu? Đâu ăn nhậu gì nữa đâu, nó vậy là gọi rồi. Vô nhiêu nó cũng vậy à. Rồi cho nó sập con ngoái luôn đi. Dễ làm ăn. Rồi. Rồi. Làm ăn được chưa ông Mừ? Coi chừng nghe, coi chừng cái lưng á nghe. Coi chừng cái lưng nghe, sát không nghe. Thấy không? Thấy ốc không Mừ? Bốn ốc luôn hả? Bốn con luôn hả? Có bên đây dặn con này rồi nè, còn ba con hả? Bên này tôi dặn rồi.
xeo coi chừng nó cong cái thùng nha. Lấy cái đục đi Việt ơi, lấy cái đục. Lấy cái đục đi. Đục đầu xà beng lâu lắm. Bây giờ cánh quạt đã được lấy ra rồi nha cô chú anh chị. Thì hai cánh thì còn một cánh nữa. Thì bà con cô chú nào anh chị nào mà muốn mua cái cánh kia còn lại thì lấy nha. Quạt này là quạt ly tâm. Mà còn mới gan luôn á. Mới gan luôn. Chồng ngoài thì thôi, cái bến nó mới gan à. À, bây giờ đưa lên. Dạ quạt này là quạt ly tâm nghe. Cơ khí, cơ khí đó. Cái đầu lên đây. Ồ, cũng được. Rồi vô. Chờ lấy cái kia luôn. Chờ lấy cái kia là sao? Lấy mấy cái dành nào đó về khỏi ấy. Lấy mấy cái này kia luôn á ha. Ngon lành luôn. Lấy mấy cái vòng bắt ấy ấy luôn chú mừng ơi. Lấy mấy cái kẹp luôn. Lấy mấy cái kẹp luôn. Rồi đem ra luôn, đem ra luôn. Không lấy điện này rồi. Không lấy điện nữa phải không? Rồi muốn lấy điện nào lấy thôi. Ông nói không đập là không có lấy cái điện này rồi, nhưng mà nhờ đập. Không, không đập thôi thì có. Rồi đẩy lại. Há khỏi đẩy. Khỏi đẩy đi. Rồi. Đẩy cho nó cho ăn. Chớ phan còn mấy cái dòng kim cô nữa. Mấy dòng kim cô liền ra luôn. Liền ra ông mừng luôn. Cua đục xà beng giờ lấy vô ngay chú mày. Lấy liền hết lên đây đi, lấy liền hết trên xe đó đi, một chút nữa nó. Lấy vòng. Hai cái đèn đó. Hai cái đèn xong lấy. Rồi, mình lấy hai đèn thôi. Hai cái thôi. Rồi ấy đi để tôi đi bộ vô, tôi đi xe này còn hơn đi bộ nữa. Rồi. Để tôi đi bộ vô. Rồi liền hết vô đi. Rồi mình sẽ đi vô lên xe tải nha cô chú anh chị. Dạ thì ông Năm với ông Mừ đã lên xe tải luôn hả cô chú chị. Bây giờ chuẩn bị sẽ đem về nhà rồi gắn lên cái lò sấy. Chờ xả lúa. Chờ xả lúa xong rồi mới gắn được phải không? Dạ. Rồi bây giờ cơ bản là mình đi mình đem về nhà trước đi. Về cái nhà luôn á. Rồi. Về cái nhà. Bây giờ về nhà luôn nghe cô chú anh chị. Rồi sẵn có thấy qua cái sắt lái rồi chắc qua mua đó. Vậy hả? Thì. Có sắt à? Sắt rồi mình sẽ vô mình lấy đó thì vậy đó. Dạ dạ. Thì vô tới đây à? Vô tới đây à? Tới đây được rồi. Chẳng hạn lọt nước. Ngay rồi. Thôi. Rồi ok rồi. Rồi mình ăn đi. Rồi nào này vậy luôn. Hả? Đây. Rồi. Thì mới. Xuống đây đi. Xuống đây. Được. Nhẹ phiêu mà. Đầu xuống rồi nè. Vô mờ. Đây nha. Đi vào này luôn. Rồi, đi vào. Cái này của An Giang luôn rồi. Cơ khí An Giang. Cơ khí An Giang mà. Dạ cái quạt này là cái quạt ly tâm nha cô chú anh chị, rất là khó làm. Thì theo chú Mừ á là tìm hiểu á là cái quạt này á mới á là 10 triệu một cây, nhưng mà do người ta xài rồi á người ta bán lại cho chú Mừ là 1 triệu rưỡi,
để mình làm từ thiện, là mình làm cái lò sấy ở trong đó cô chú anh chị. Đó là đúng là người, chú Mừ là hỏi thăm rồi là 10 triệu đó ha chú Mừ. 10 triệu có đi tới chỗ luôn. À có đi tới chỗ luôn. Ở như... bên Đồng Tâm á, Đồng Tâm á. Dạ. Chị mới á. Dạ. Cái đó là cơ khí. Là 10 triệu. À, rồi mình thấy bên đây giá bà con bán lại cho mình rẻ thì cho nên là mình có chịu gửi rồi. À. Chịu rẻ cái hồ không mua gì nữa. Dạ. Như vậy là cái này là mình làm bên kia được không? Mình vô trỏng mình được, coi là tất nhiên là mình lấy cái này mình làm luôn ha. À, làm luôn. Dạ. Đó, xe đây. Xe là mình đi là mình nhờ xe từ thiện luôn hả chú Mừ? Dạ, xe của mượn xe của anh đi sự. Dạ. Mượn xe từ thiện của anh đi sự đó. Dạ. Thì bao xung quanh này nè cô chú anh chị, thì như hôm trước mình chia sẻ là bên này là ông Mừ để là đặc biệt là làm riêng thuốc nam, là làm riêng từ thiện nha. Dạ. Thì mấy hôm gài thì do là mùa lúa cho nên là anh em đến tiếp không được. Nó thì khi mà xong mùa lúa thì bắt đầu là trước tiên sẽ làm cái lò sấy này trước, đặng sấy ra những cái viên thuốc đó để cho bà con nghe. Bây giờ dạ. đây nè, bây giờ đưa dưới đây nè. À công quạt đó ha. À. 7.5 nè. Dạ 7.5. Đó, nó nằm khoảng tới đây à. Dạ. Đó đó, đó ha. À, còn cao 7.5 nè. À. Thì tất nhiên là mình bóp cái ống nhỏ lại. À, mình múc không có múc cát vô. À, múc cát xuống để vô đây cái còn quạt để ngoài này. Dạ. Cái ống có cái miếng khúc cục bữa nãy á. Dạ. Để đây. Coi quạt để ngoài này. Dạ. Bữa nay là ống lửa. Dạ. Được. Đâu đó, đâu đó mà có sẵn trong này hết ha. À. Em cái này cũng nói chung ra là cái duyên đó của chú anh chị. Thì hôm nay nãy con cũng có báo với quý ông bà cô chú cùng quý khán giả rồi. Là hôm nay là chú Mừ có một cái tin vui mà đặc biệt là rất là vui luôn. Thì hôm trước thì chú Mừ cũng nói là làm cái lò sấy này là nó khoảng 30 mấy 40 triệu á. Nhưng mà hôm nay là chú Mừ được cô Johnny Phạm, vợ chồng cô chú Johnny Phạm ở ở Mỹ gửi về cho mình là $2,000, là một đô là được 23.100 đồng. Đó là con đổi ra được cho chú Mừ là được là 46.200.000. Đó rồi bây giờ đó rồi bây giờ là được 46.200.000 rồi. Mình thấy như thế nào chú Mừ? Quay vậy. Quay vậy mà thoải mái rồi. Làm thôi. Đủ. Là thoải mái rồi đó. Đủ không chú? Đủ. Đủ rồi ha, là bây giờ là được 46 triệu mấy đó, là bây giờ là mình đã đủ rồi ha. Dạ. Dạ. Đủ là sấy nữa không rồi. À rồi sấy rồi ở đây là mình lót gạch đầu luôn được không hay là sao? Mình cái này đường đi xe tải. À xe tải. Mình đổ đan. À đổ bê tông ha. Đổ bê tông. Dạ. Đổ luôn. Dạ còn mình chở củi vô. Còn ở ngoài sau cái lò sấy đó là mình sẽ lót gạch bông luôn. Gạch bông không? À, lót gạch bông cho nó sạch sẽ, mình làm rồi là mình rửa cho có vệ sinh. Rửa gáy luôn ha. Dạ. Dạ thì từ lúc mà cây quạt á cô chú anh chị, cây quạt là bà con á là đã như mình làm từ thiện á, nhiều người biết đến. Họ đã giới thiệu đến cây quạt là mình lời ra được là 8 triệu mấy tiền cây quạt. Vậy? Dạ. Chứ thôi muốn cây quạt hết 10 triệu rồi. Dạ. Không thôi là quất cây quạt này 10 triệu rồi ha. Dạ. Nó thì cái cái quạt này là cái quạt ly tâm nghe cô chú anh chị. Cơ khí mà Giang mà. Cơ khí đó. Mà cái quạt này tốn mà. Cái là còn cơ khí đó. Dạ, 20 năm nay rồi mà vẫn còn nguyên. Quay nhẹ là anh chạy à. Ờ quay nhẹ là nó quơ ha. Nó hay con cái là thí dụ như mình gần việc không? Dạ. Gió nó không trả lại. Quay gần gì rồi mình quay cái kia thì nó gần gì. Chứ nó không quay gần chỗ. Nghĩa là nó không có nghiêng. À tất nhiên là ly tâm mà quạt ly tâm tất nhiên là nó đều ngang hết. Nó ngừng cái chỗ này như có chớn vậy, nó ngừng là nó sẽ ngừng chứ nó không có trả tới trả lui ha. Trả lui. À nó hay chỗ đó. Hay nó ăn tiền đó. Ăn tiền chỗ đó ha. Chứ có nhiều sắc mà 10 triệu. Dạ. Thì thôi để con trao tiền luôn cho chú Mừ nha. Dạ thì hôm nay cô chú anh chị rồi một lần nữa cũng thay mặt bà con ở khu vực xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang mình. À, thay mặt các chú từ thiện là cảm ơn là cô với chú Johnny Phạm rất là nhiều đã hỗ trợ $2,000 để chú Mừ sửa chữa lại cái lò sấy rồi hoàn thiện thêm là cái nhà thuốc nam để làm thuốc cho bà con nha cô chú chị. Thì $2,000 này là trị giá là 46.200.000, đây là 40 triệu chẳng đó. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6,
46 triệu 200 ngàn này là của cô Sony Phạm gỡ cho chú Mừ để làm thuốc làm để sửa chữa những cái gì nó chưa hoàn thiện để làm thuốc cho bà con. Chú Mừ có gì không? Thì sự thật mà nói thì nhà thuốc mình làm cấp tới giờ thì cũng tốn rất nhiều tiền. Mà bây giờ tiền thì nó cũng yếu rồi, yếu vốn rồi này. Mình không còn vốn nữa. Mà ra được cái số tiền này thì đi làm hoàn thành không biết có gì hơn. Rất biết ơn cô vợ cô, chồng cô chú Sony Phạm. Ông bà Tony Phạm. Sony Phạm. Rất biết ơn về những các nhà mạnh thường quân giúp đỡ tôi nhiều lần. Cho tới ngày hôm nay bây giờ không biết nói gì hơn, mà nói một nắm cây đói bằng gói gì một gì đó, nắm cây đói bằng gói cây no. Bây giờ mình đang thiếu tiền mà được số tiền thì cũng nhiều, mà làm được thì quá mừng rồi, quá biết ơn rồi, mà không biết nói gì hơn. Tôi xin đại diện cho tổ thuốc bào chế thuốc bao tử á, như mình bao tử á, thì thành thật biết rất biết ơn cô Tâu Nhi Phạm. Rất cảm ơn, không biết nói gì hơn. Đi cầu mười phương chư Phật gia hộ cho ông bà con Tâu Nhi Phạm gia đình gặp dồi dào sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn. Nam mô Di Đà Phật, xin hết. Không biết nói gì vậy. Dân chương mình ít. Không biết nói gì, biết nhiều gì hoài vậy chứ mình không thì cái đó là mình nói cái những cái gì mà trong tâm mình nghĩ, mình thật tâm của mình. Cô chú sẽ hiểu chú Mừ mà. Thì cái số tiền này cô chú anh chị, đối với chú Mừ hiện giờ là nói chung ra là nó rất quý. Là quan trọng, rất là quý luôn á. Tại vì bây giờ đang làm lỡ dở, đang hết tiền mà nếu như mà không có thì rất là khó khăn. Cũng mệt lắm. Không ai mà được mệt, mỏi dữ dằn lắm. Mà chú Mừ nhớ là cái số tiền này, chú Mừ còn nhớ là ai đã tặng cho mình cái máy cốt không? Dạ, thì có nhớ cái gì ông bà cô bà mà quên tên là cũng là cô với chú này luôn. Cô với chú Sơn Đi Phạm á, là hôm trước là tặng cái máy cuốc cho mình là 60 triệu, rồi bây giờ tặng thêm cái số tiền để là chú làm lò sấy, rồi chú làm thuốc nam nữa đó. Là một người đó nha. Vậy là hôm Tết cô có vô ghé thăm vườn có ghé thăm nhà thuốc nam của mình đó. Thì nhau nó nắng đó, bây giờ mình về đây đó. Dạ, thì nói với cô là hồi đó là nhà thuốc nam mình nắng thì có vô có biết rồi đó. Bây giờ mình giờ về đây vậy đó, giờ về đây thì nó bự hơn chút. Thì một lần nữa thì Thái cũng rất là biết ơn tấm lòng hảo tâm của cô với chú Sơn Đi Phạm ha. Là xin chúc gia đình cô chú cùng với là quý khán giả, cùng với bà con cô bác mình thật nhiều sức khỏe. Thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà cô chú trong một video tiếp theo. Xin chào. Chào đến Mừ. Xin chào.